Xin chào cả nhà. Thì được cái gì ta? Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến tới phần chia sẻ kiến thức của Bitany Marketing. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề, nó là một cái phần trong cái buổi chia sẻ lần trước. Lần trước mình đã chia sẻ với tất cả các bạn làm thế nào để tạo ra một cái kế hoạch marketing, làm thế nào để chạy một bài marketing hiệu quả. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn trong cái phần còn thiếu ở video trước, đó chính là ngoài cái việc dùng những kỹ thuật để chạy quảng cáo thì chúng ta phải viết cái bài viết như thế nào để nó đem lại cái hiệu quả tốt nhất. Có nghĩa rằng khách hàng họ gặp, họ thấy được cái bài viết này thì họ sẽ cảm giác được rằng họ thích xem, họ kích thích bởi những cái ngôn từ ở trên cái bài viết đó hoặc là trên những cái hình ảnh đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về C1 của về chủ đề là content. Thì nó cũng đang được gọi là content, hay là cái nghề đó ta gọi là copywriter, thì nó cũng đang khá là phổ biến trong cái thời buổi hiện nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Thì hôm nay mình sẽ đại diện Bitany Marketing để mà chia sẻ với bạn trong cái vấn đề này. Thì Bitany Marketing là tư vấn chiến lược marketing. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề content ha mọi người. Rồi ok, thì nội dung chính của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu về content và các hình thức. Cái thứ hai là làm thế nào để khách hàng mong muốn tiếp cận được cái bài viết của mình. Đó là hai cái vấn đề chính mà chúng ta cần chia sẻ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì mong rằng sau cái buổi chia sẻ này chúng ta sẽ có thêm một tí kiến thức về content hoặc một phần về content marketing, để từ đó mọi người có thể viết ra những cái bài nó hiệu quả hơn, nó thu hút khách hàng hơn cho cái Facebook Ads cũng hoặc là Facebook cá nhân dành cho những khách hàng nào, cho những bạn nào mà đang có nhu cầu kinh doanh online. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài chính ha, không rườm rà dài dòng nữa. Rồi bắt đầu số 1, tìm hiểu về content và các hình thức. Ok, thì ngày nay chúng ta sẽ thấy một cái cụm từ rất là quen thuộc cho những ai mà đang làm digital marketing, thì chúng ta sẽ biết được rằng ta sẽ có là content marketing là gì. Thì ở đây mình sẽ trích ra một cái phần trên online mình đọc cũng khá là hay, thì này nội dung của nó cũng như thế này. Content marketing là một chiến lược tập trung vào việc tạo và phân phối các content giá trị liên quan và liên tục tới thị trường nhằm mục đích biến họ thành khách hàng và từ khách hàng sang khách mua lại. Loại content nghĩa là nội dung bạn chia sẻ liên quan chặt chẽ tới những gì bạn bán. Nói cách khác, bạn đang giáo dục mọi người để họ biết, thích và tin tưởng để làm ăn với bạn. Ok, thì nói một cách nôm na, content marketing có nghĩa là bạn viết ra một cái nội dung, bạn tạo ra một cái nội dung nó phù hợp với tiêu chuẩn của marketing, giúp bài viết nó thu hút, hấp dẫn và nó lôi cuốn người đọc cái bài viết đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ về nó. Rồi, tiếp theo, có bao nhiêu loại content marketing? Thì mình cũng chia sẻ như thế này, về content marketing thì nó có 39 loại. Tuy nhiên nói thì nhiều như thế, nhưng mà nôm na thì bây giờ mình sẽ bên mình thì có nghĩa là mình sẽ dùng những kinh nghiệm của mình để đúc kết lại, để cho mọi người hiểu biết được rằng là nó có những cái nào nó đang được thịnh hành. Chỉ những cái thịnh hành thôi, còn những cái mà không thịnh hành thì chúng ta không cần phải tìm hiểu nhiều. Bởi vì cái vấn đề đó bạn cũng không có đi chuyên vào lĩnh vực đó, hoặc là bạn chỉ xem cái clip này để bạn muốn bán hàng của bạn nó tốt hơn. Cho nên mình chỉ nói ngắn gọn và thật xúc tích. Thì hiện tại Bitany Marketing đang cung cấp 3 loại content chính mà thấy là khi mà chạy quảng cáo nó khá là hiệu quả. Và khi mình test content thì những cái loại content như thế này nó lại đem về một cái giá trị khá là tốt. Thì ba cái content mà Bitany Marketing đang làm chính, có nghĩa là mình cũng đang cung cấp chính, đó chính là cái thứ nhất, đó là về là content truyền thống. Cái thứ hai đó chính là content theo kiểu trá hình. Nói thì nghe nó ghê ghê nhưng mà thực sự nó là một dạng trá hình. Và cái loại này bây giờ nó đang khá là phổ biến. Và content thứ ba là content theo trend. Thì ngoài ra nó còn rất nhiều content khác, nhưng mà mình sẽ không chia sẻ trong cái buổi này bởi vì nó quá dài dòng. Rồi mình sẽ nói chính vào ba cái vấn đề này ha, chỉ ba cái phần mà bạn cần học. Thì mình tin là sau khi mà mấy bạn học mấy bạn coi cái buổi chia sẻ này thì bạn sẽ có thêm một tí kiến thức về việc viết bài, viết như thế nào để mà nó đem lại một cái hiệu quả tốt nhất cho các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vào một cái phần, đó chính là về content truyền thống. Thì content truyền thống của chúng ta nó sẽ chia làm 6 phần. Phần thứ nhất đó chính là phần tiêu đề. Phần thứ hai nó sẽ là nỗi đau của khách hàng. Và phần thứ ba là cái phần mà bạn sẽ khẳng định sản phẩm của bạn có thể giải quyết nỗi đau mà khách hàng đang bị vướng phải. Rồi phần thứ tư đó chính là giá trị mà khách hàng nhận được khi bạn cung cấp cái dịch vụ đó, cung cấp cái món hàng đó. Có nghĩa là khách hàng họ mua cái sản phẩm của bạn thì họ sẽ có được cái gì ở cái phần này. Và phần thứ năm đó chính là kêu gọi hành động. Phần cuối cùng đó chính là thông tin liên hệ.
tại sao bạn có phải có đủ bố cục này, bởi vì theo cái tiêu chuẩn của Facebook á, là họ tìm kiếm và họ khẳng định ở đo lường hết tất cả các vấn đề rồi, thì khi mà bạn tạo ra một bài viết nó phù hợp với những cái tiêu chuẩn này thì nó sẽ lôi cuốn khách hàng, nó dẫn dắt khách hàng theo hướng mà bạn mong muốn, là từ bước nhìn thấy tiêu đề. Tại vì sao ạ? Khách hàng họ lướt lên Facebook, họ xem Facebook, họ chỉ có dành ra 3 giây để xem cái đoạn quảng cáo thôi, không ai dành nhiều lên cỡ, tại vì biết nó đâu và biết nó là quảng cáo rồi thì họ sẽ không có dành thời gian quá nhiều cho nó. Họ dùng cái tay họ lướt lên như thế này, có những người mà họ dùng smartphone á, họ lướt lên như thế này thì lúc ấy bạn chỉ có 3 giây trong cái phần tiêu đề và hình ảnh để thu hút được khách hàng, họ có thích, họ có muốn dừng lại để xem cái bài viết của bạn hay không, thì cái phần tiêu đề cực kỳ quan trọng. Nó thứ nhất, nó phải mang đậm cái sản phẩm, mang đậm cái tính chất sản phẩm mà bạn đang cung cấp. Có nghĩa rằng bây giờ bạn đang cung cấp món hàng gì đó thì bạn chỉ cô động ngắn gọn làm sao mà trong 3 giây bạn có thể đọc được cái tiêu đề đó. Ví dụ bạn đang cung cấp một cái sản phẩm về cây kiểng thì bạn sẽ nói là cây kiểng tốt nhất ở đâu đó. Ví dụ mình ở Tây Ninh thì cây kiểng tốt nhất Tây Ninh, có nghĩa rằng hoặc là cái giá của sản phẩm, nghĩa là hiện tại ví dụ như là bạn đang bán cái gì đó 99.000 thì bạn, hoặc là cái áo, ví dụ cái áo 99.000, bạn chỉ ghi cái tiêu đề rất là đơn giản là sale 99.000 cho một sản phẩm. Đại loại vậy thì cái tiêu đề của bạn nó ngắn gọn, giúp khách hàng đọc vào, họ nắm bắt được cái nội dung mà bạn muốn chia sẻ là gì. Được chưa? Thì khách hàng họ sẽ bị cái tiêu đề đó bấm để giữ, dừng chân lại để xem cái bài viết của bạn, có nghĩa là họ sẽ dành thêm một tí xíu thời gian để xem cái nội dung của bạn viết là cái gì. Thì cái phần tiêu đề là cái phần giúp mấy bạn giữ chân khách hàng lại để ngó tới cái phần thứ hai. Phần thứ hai là cái phần nói về nỗi đau của khách hàng, có nghĩa là khách hàng họ đang vướng phải những nỗi đau gì. Thì mình ví dụ bạn đang làm về spa, bạn đang làm về lĩnh vực làm giảm mỡ bụng, đúng không ạ? Giảm mỡ bụng thì có nghĩa là nỗi đau của khách hàng của mình là gì? Có nghĩa là khách hàng của mình họ thừa cân nặng, cái vòng hai của họ quá khổ, quá lớn, khiến cho họ không thể mặc những bộ đồ bikini mà họ mong muốn nè, hoặc là họ không thể diện những cái bộ đồ body, hoặc là họ đánh mất cơ hội, đánh mất tình yêu chỉ vì cái vòng hai quá khổ của họ. Đúng không ạ? Thì lúc ấy đó chính là những cái nỗi đau của khách hàng. Bạn phải suy nghĩ được cái nỗi đau của khách hàng là gì. Có nghĩa là cái suy nghĩ của khách hàng, cái insight của khách hàng, bạn phải nắm bắt được cái thông tin đó. Bởi vậy làm content nhiều người nghĩ có nghĩa là chỉ cần viết ra là ok, nhưng không. Giữa một người dùng đầu óc để viết ra một cái nội dung và giữa một người viết đại thì nó hoàn toàn khác nhau, kết quả đem về cũng hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Do đó là bây giờ chúng ta sẽ nói về cái những nỗi đau khách hàng mà họ đang vướng phải. Cái đặc điểm của chúng ta đó chính là khi mà chúng ta gặp phải những người mà đang nói đúng vô tâm trạng của mình, đúng vô cái phần của mình thì mình cảm giác nó lôi cuốn mình hơn. Ví dụ bạn lướt lên một cái trang, hiện nay ví dụ bạn tuổi thân, tuổi con khỉ đi, bạn lướt lên New Fit, bạn thấy rằng là tuổi thân năm nay tài vận sẽ như thế nào, chắc chắn bạn sẽ bị lôi cuốn bởi cái nội dung đó. Đúng không? Nó có nghĩa là nó đang khiêu khích vào những cái nỗi đau mà tiềm ẩn của mình, những cái mà tiềm ẩn trong suy nghĩ của mình. Đó thì có nghĩa là cái thằng content này đã nắm bắt được cái insight của khách hàng, cái suy nghĩ của khách hàng, từ đó họ sẽ đánh mạnh vào những cái nỗi đau đó. Khiến bạn phải coi tiếp theo coi là với những cái nỗi đau này, tôi bị đúng vô những cái nỗi đau đó thì tôi sẽ được cái gì sau khi xem hết cái bài viết này, và bạn đang đáp ứng được cái gì cho tôi. Thì sau khi mấy bạn đã viết ra những cái nỗi đau, và mình khuyến khích tất cả các bạn đừng nên viết nỗi đau quá nhiều, có nghĩa là quá lan man, và chỉ cần cô động trong 3 nội dung chính. Ví dụ như là sản phẩm của bạn nó sẽ nói về nỗi đau là, thứ nhất là khách hàng đánh mất tình yêu, đánh mất cơ hội công việc gia đình chỉ vì vòng hai, khách hàng không thể, bạn không thể mặc những bộ bikini mỏng siêu gợi cảm bạn thích bởi vì cái vòng hai bạn quá khổ, bạn không thể diện những bộ đồ body mà bạn hàng mơ ước, đúng không? Chỉ cần 3 cái tiêu chuẩn đó thôi. Sau đó bạn sẽ nói rằng đừng lo, chúng tôi sẽ cùng bạn để giải quyết những khó khăn mà bạn đang vướng phải. Có nghĩa rằng mình đang khẳng định rằng sản phẩm của bạn đang kinh doanh có thể giải quyết những cái nỗi đau của khách hàng đang vướng phải. Và sau khi khẳng định rồi, bạn sẽ liệt kê ra những cái giá trị mà khách hàng sẽ đạt được khi mà họ sử dụng dịch vụ tại bạn. Ví dụ sẽ giảm 7cm sau khi bạn làm một liệu trình giảm mỡ bụng, hoặc là chúng tôi sẽ khẳng định với mọi người, tất cả các bạn rằng nếu không giảm được vòng 2 của các bạn, chúng tôi sẽ hoàn tiền. Có nghĩa rằng đem tới giá trị gì? Khi khách hàng họ tới họ mua cái sản phẩm của bạn, họ có được cái gì trong cái sản phẩm này? Thì lúc này mấy bạn mới show ra những cái mà bạn đang có.
Và thứ năm đó chính là cái phần quan trọng, bạn hãy kêu gọi họ hành động đi, họ phải hành động liền, nếu không họ sẽ bị mất cơ hội này. Ví dụ như là bạn hãy inbox hoặc comment hoặc share đi, bởi vì cái này nó đem lợi lớn cho bạn. Nếu không thì bạn sẽ không còn cơ hội. Hoặc là một số thằng thì bây giờ nó chơi cái trò rất là hay, đó chính là dành cho 100 khách hàng đầu tiên inbox hoặc là comment, đúng không ạ? Thì nó có nghĩa là nó kêu gọi khách hàng phải hành động ngay đi, tại vì sản phẩm này nó có giới hạn. Hành động ngay đi vì chính bạn, vì sắc đẹp của bạn, vì những cái nỗi đau của bạn đã phải gánh phải, chúng tôi sẽ giải quyết nó. Đó là kêu gọi hành động. Và cuối cùng cái quan trọng là mọi người phải để lại cái thông tin càng rõ ràng càng chính xác, họ có thể search lên Google được, họ có thể search lên Facebook được càng tốt. Đó, thì giúp khách hàng củng cố lòng tin của họ, để từ đó có thể họ khách hàng sẽ đặt đơn hàng, hoặc là đơn giản họ chỉ cần nhắn lên cái inbox mà họ comment á, lên comment một cái dấu chấm, có nghĩa là họ để lại cái sự quan tâm, để từ đó mấy bạn có thể inbox cho khách hàng nè, rồi retargeting lại cho họ nè, remarketing lại cho họ nè, nhắc nhở họ về sản phẩm nè, mời họ like bay nè, được chưa? Thì lúc ấy chúng ta sẽ tận dụng được cái cách viết bài như thế nào để nó hiệu quả. Mà đây là cách mà truyền thống nhất mà rất nhiều người hiện tại cũng đang viết cái theo cái kiểu này. Thì khi mà bạn học về cái content như thế này thì bạn hãy thử lướt cái new feed của mình đi, thì mình chắc chắn với bạn nó sẽ nằm tồn tại trong ba cái loại này thôi. Loại thứ nhất là loại truyền thống, loại thứ hai là loại kể về một câu chuyện, nó chính là trá hình, loại thứ ba nó sẽ là trend, chắc chắn luôn, nó không thể nào loại ra khỏi ba cái loại này. Ngoài những cái loại này là những cái loại mà người ta thường hay dùng nhất, người ta tận dụng những cái cách này để marketing là tốt nhất. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ về truyền thống. Đầu tiên ở đây mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn thấy là rõ nè, một cái bài viết mà nó chuẩn theo kiểu truyền thống là như thế nào. Một cái bài viết này mình viết cho một cái spa và nó đem lại một cái lượng tương tác rất là tốt, rất là ok. Đầu tiên tiêu đề: sốc giảm 70%, điều trình trị mụn 10 bước chỉ với 200.000. Rất ngắn gọn, trong vòng 3 giây họ có thể thấy được cái này, hoặc là trong vòng 3 giây họ không thấy được cái câu đó, họ chỉ thấy được chữ cam kết hết mụn là ok, đúng không ạ? Và các bạn nên nhớ rằng những cái bài viết này nó đã được setup tới những cái đối tượng mà đang bị mụn, được chưa? Thì nó sẽ đem một cái hiệu quả khủng khiếp hơn nữa. Đó là họ đang thấy được rằng họ thấy được cái tiêu đề của mình khá hấp dẫn rồi đó, bắt đầu họ sẽ dành ra thêm khoảng một vài giây để coi bạn đang nói cái gì tiếp. Thì bắt đầu tôi sẽ đánh vào những cái nỗi đau. Cái bài này mình đang viết vào mùa mưa, đúng không? Đang là cái mùa mà ở đây mưa rất là nhiều. Thì lúc ấy mình sẽ nói là mùa ẩm thấp, mùa của những con yêu tinh mụn, có nghĩa là mưa sẽ ẩm thấp liên quan tới mụn. Rồi học hành làm việc căng thẳng khiến bạn stress, được chưa? Lúc này là cái đợt này nó đang thi đại học, đang thi tốt nghiệp. Ok, mình sẽ đánh vào những cái nỗi đau. Bạn bị đánh mất người yêu, công việc hay vẻ đẹp chỉ vì mụn. Đó, đơn giản 3 phần thôi. Đơn giản như vậy thôi, có nghĩa là chỉ cần 3 dòng như vậy đánh vào những cái nỗi đau khách hàng đang vướng phải, thì lúc ấy khách hàng sẽ bị cuốn hút. Đúng rồi, tao đang căng thẳng vì học hành nè, tao đang căng thẳng vì làm việc, thậm chí là cái mùa này tự nhiên cái da mặt của tao nó lại nổi mụn. Hoặc là bây giờ mình sẽ nói cái con bé đó nó mới bị mất người yêu bởi vì cái lý do là cái nhỏ này nó bị mụn và nó bị kém đi cái sức hấp dẫn, đúng không ạ? Hoặc là nó thua một cái con nhỏ kia bởi vì nhỏ kia da trắng trẻo đẹp hồng hào hơn, thế thôi. Đó, thì nó sẽ mất người yêu. Ok, thì mình sẽ đánh vào những cái nỗi đau đó, và khi thấy được những nỗi đau này, khách hàng họ sẽ xem tiếp coi bạn muốn nói cái gì, được chưa? Thì đó, tiếp theo cái phần số 3 nó sẽ là: bạn còn chờ gì mà không đến ngay thẩm mỹ nail chăm sóc mụn nhé, đảm bảo sẽ rất hài lòng. Có nghĩa rằng tôi khẳng định tôi có thể giải quyết những nỗi đau của bạn liền, bạn sẽ hài lòng và tôi sẽ giải quyết được cái vấn đề đó cho bạn, chắc chắn cái điều đó. Đó có nghĩa là tôi khẳng định tôi sẽ giải quyết những nỗi đau của bạn, thì họ sẽ kéo theo và sẽ giải quyết như thế nào. Rồi, thứ nhất, chương trình chăm sóc mụn đặc biệt ưu đãi 70% dành cho 99 bạn đăng ký. Nó sẽ nằm trong cái gì? Nó chính là cái kêu gọi hành động, nhưng mà trong lúc này mình sẽ có nói, mình chỉ nhắc tới thôi. Rồi, mình sẽ nói về những cái ưu điểm mà mình có. Thứ nhất, giá cả hợp lý phù hợp với người túi tiền của bạn. Cái thứ hai, thẩm mỹ nail là địa chỉ uy tín có thâm niên 15 năm trong ngành làm đẹp. Điều trị mụn truyền thống kết hợp với thiết bị hiện đại sẽ giúp rút ngắn thời gian điều trị của bạn. Có nghĩa rằng tôi sẽ đem tới những giá trị này cho bạn mà không một cái chỗ spa nào có được. Đó, càng giá trị càng ưu đãi tuyệt vời thì bạn càng nhận được những cái tương tác nó tốt hơn. Bắt đầu bạn mới kêu gọi hành động, được chưa? Thì đó chính là cái phần số 5. Còn đắn đo là hết ưu đãi. Nhắc lại cho khách hàng biết điều đó, bạn đắn đo là bạn sẽ không còn nhận ưu đãi. Inbox cho spa hoặc là comment số điện thoại bên dưới bài post, hoặc liên hệ tới số này ngay. Và bạn nên nhớ, chúng ta sẽ nhắc nhẹ tới vấn đề này, đó chính là chỉ có 99 cái suất để mà đăng ký thôi. Nếu không nhanh là sẽ mất. Đó chính là cái phần số 5, đó chính là kêu gọi hành động. Hành động đi, nếu không bạn sẽ không còn cơ hội, được chưa? Và cuối cùng đó chính là
thông tin liên hệ. Càng nhiều địa chỉ, càng nhiều số điện thoại, càng nhiều thông tin thì bạn lại càng thu hút được khách hàng một cách chất lượng hơn. Càng nhiều thông tin có nghĩa là bạn càng có sự uy tín, thì lúc ấy bạn sẽ thu hút được cái giá trị khách hàng đem đến cho bạn nó sẽ nhiều hơn, và khách hàng họ tin tưởng đây là một cái địa chỉ uy tín, được không ạ? Rồi ok, đó là về cái vấn đề là content theo kiểu truyền thống, có nghĩa là từ xưa tới bây giờ chúng ta thường hay content theo kiểu này, nghĩa là người ta hay dùng cái content kiểu này lắm đó. Và nó cũng đang tới bây giờ, tuy là kiểu truyền thống nhưng tới bây giờ, tới thời điểm hiện tại nó vẫn còn đang rất là hot, nó vẫn còn rất là ok, không có vấn đề gì. Rồi ok, cái phần thứ hai chúng ta sẽ nói về quảng cáo theo kiểu trá hình. Nói từ trá hình thì mọi người liên tưởng tới cái việc không lành mạnh, tuy nhiên nó là một cái dạng mà hiện tại bây giờ cũng đang dùng rất nhiều, và nó hang răng hữu hình trong rất nhiều cái video. Người ta dùng cái kiểu trá hình này theo kiểu video, ví dụ bạn coi những cái sản phẩm của điện máy xanh, hoặc là những sản phẩm của nhất là online này, những cái quảng cáo liên quan tới bộ phim Người Phán Xử đó, nó đang rất là hot. Thì có nghĩa là đây chính là một cái dạng trá hình. Trá hình có nghĩa là mình không nói trực tiếp về cái dịch vụ mà bạn đang cung cấp, tuy nhiên trong cái bài viết của mình nó sẽ nói về cái dịch vụ đó, được không ạ? Thì trong cái phần quảng cáo trá hình này nó gồm 5 phần, nó sẽ khác với cái phần truyền thống. Truyền thống là nó sẽ có 6 bước, tuy nhiên phần cái quảng cáo này thì cái content theo kiểu này thì nó chỉ có 5 bước thôi. Bước đầu tiên là câu chuyện, một câu chuyện nói về nỗi đau của khách hàng, và trong đó nó có chứa đựng những cái hàm ý nó thay thế cho cái tiêu đề. Thì có nghĩa là trong cái câu chuyện này kể một câu chuyện buồn, câu chuyện vui gì mình không cần biết, đó là một cái câu chuyện. Cái tiêu đề của nó sẽ được cắt bỏ, không có tiêu đề trong đây, chỉ có một cái câu chuyện, và trong câu chuyện nó chứa những cái nỗi đau mà khách hàng đang vướng phải. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, nó luôn luôn phải chứa cái nỗi đau của khách hàng, có nghĩa là cái khách hàng đang quan tâm. Rồi ok, cái thứ hai chúng ta sẽ, sau khi chúng ta nói về cái câu chuyện đó rồi, chúng ta sẽ khẳng định được rằng dịch vụ của bạn, sản phẩm của bạn sẽ giải quyết những cái nỗi đau đó cho khách hàng, được chưa? Rồi cái phần thứ ba đó chính là giá trị mà khách hàng nhận được. Cái phần thứ tư đó chính là kêu gọi hành động, và cái phần thứ năm đó chính là thông tin liên hệ. Có nghĩa rằng nó khá giống với truyền thống nhưng nó được biến tấu đi ở một chỗ, đó chính là giữa tiêu đề, nó giữa tiêu đề và cái phần số 2 trong cái truyền thống nó sẽ được tích hợp lại trong cái câu chuyện, đó chính là giữa tiêu đề và nỗi đau nó sẽ được tích hợp lại thành một cái câu chuyện. Để mấy bạn có thể hình dung rõ hơn thì mình sẽ qua một cái ví dụ như thế này. Đây là một cái content khá hay về cái giảm cân hồi nãy mình chia sẻ. Tuy nhiên trong cái phần này, bạn này đưa lồng ghép của một câu chuyện khá là hấp dẫn, và nó là một cái mà đang hot hiện nay, đang nóng, rất là nóng, đó chính là cái việc ngoại tình, đúng không ạ? Thì bạn này kể một câu chuyện đó là: ê, tao kể mày nghe nè, tao có con bạn hồi trẻ nó đẹp lắm, dáng bóc cực kỳ luôn, giờ nó có chồng sinh con cái phát tướng, rồi chồng nó ngoại tình mày ạ. Đó. Thì có nghĩa rằng vừa đánh vào nỗi đau khách hàng, đó chính là những người phụ nữ khi có chồng sinh con thường họ sẽ phát tướng ra, họ phát phì ra, đúng không ạ? Thì lúc ấy người chồng của họ lại bỏ rơi họ để theo một cô nhân tình khác đẹp hơn, mi nhon hơn, dáng bóc hơn, cực kỳ hơn, mặc dù hồi xưa vợ mình cũng từng như vậy, đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng trong đây nó có chứa đựng cái nỗi đau của khách hàng, trong đây nó có chứa đựng một cái trào lưu, trong đây nó chứa đựng một cái tiêu đề mà một cái phần mình nhắn nhủ tới. Đúng không ạ? Tiếp theo cái câu chuyện đó chính là nghe chua xót quá các chị em nhỉ. Làm phụ nữ khổ vậy đó các chị em à, chăm gia đình, chăm con, đôi khi quên chăm mình. Người ta nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng không có đâu, bây giờ hơn nhau là hay không là do mình. Cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ cái đẹp đè bẹp cái nết. Bạn không thương bạn thì ai thương bạn? Thì nó kết thúc một cái câu chuyện như thế. Và cuối cùng cái phần thứ hai bắt đầu nó sẽ lồng ghép vô. Nghe xong câu chuyện các chị em có cảm nhận gì? Chứ riêng mình là giận cô gái đó vô cùng. Tại sao nêu đang giảm giá, quy trình giảm mở chỉ 390.000? Có nghĩa là mình bắt đầu lồng ghép vào, mình đồng lồng ghép với chương trình khuyến mãi của bạn vào. Nhưng trong cái phần content như thế này thì mình khuyến khích tất cả các bạn, có nghĩa rằng mình sẽ đưa một cái nội dung mà bạn đang muốn bán vào trong đây nhưng một cách nhẹ nhàng nhất, làm sao để khách hàng họ dễ dàng tiếp nhận nhất. Nó đừng có quá thô lỗ, quá lố lăng. Mặc dù khi mà nó thô lỗ, lố lăng thì một phần nó sẽ có hướng tích cực đó, nó cũng sẽ xảy ra một cái trường hợp là ngoại lệ như là nó tích cực, ví dụ như là điện máy xanh, đúng không ạ? Bạn muốn mua tivi đó, điện máy xanh gì đó, hoặc là Kangaroo đợt World Cup kỳ trước, thì nó chỉ cần tới cái phần quảng cáo, nó chỉ cần nói Kangaroo mới làm nước hàng đầu Việt Nam, nhưng nó ấn tượng tới tận bây giờ, rất đơn giản, ngắn gọn và xúc tích nhưng ấn tượng, nhưng mà nó lại bị phản cảm, thật sự là vậy. Nhưng mà bên phần đó nó đã thu hút được khách hàng rồi, nó đã đạt được cái mục tiêu của nó, thì trong đây cũng vậy. Nhưng mà trong câu chuyện chia sẻ thì mình khuyến khích tất cả các bạn nên
làm sao sao cho khách hàng họ tiếp nhận cái thông tin marketing của bạn một cách nhẹ nhàng nhất, được chưa? Rồi đó là phần số 1 và phần số 2. Phần số 3 đó chính là cái phần mà giá trị khách hàng, họ được cái gì, họ được cái gì từ cái chương trình của bạn, họ đem lại cái gì. Ở đây mình sẽ có là sự kết hợp tia laser, cường độ, vân vân, đó chính là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà bạn đang cung cấp hoặc là sản phẩm mà đem lại lợi ích cho khách hàng, được chưa? Rồi tiếp theo đó chính là kêu gọi hành động, đến ngay thẩm mỹ nail để trải nghiệm, đi tới ngay đi, không hết chương trình. Đó là kêu gọi hành động. Và cuối cùng đó chính là thông tin, càng nhiều thông tin càng tốt, ok chưa? Thì đây chính là một cái content mới, content theo kiểu được biến hóa từ một câu chuyện thành một cách mà marketing. Thì dạng này nếu mà các bạn áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó đang khá là hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng họ quá quen với cái việc là bạn content theo kiểu truyền thống. Thì khi họ thấy cái content đó, họ lại lướt qua luôn, họ không thèm coi luôn. Có nghĩa là bạn bị đánh rơi khách hàng, nhưng mà khi họ khách hàng họ thấy câu chuyện này thì họ sẽ ở lại coi, bởi vì họ không nghĩ đây là một cái quảng cáo. Thì đó lại là quảng cáo trá hình. Thì bây giờ nó đang được áp dụng khá rộng rãi ở thành phố Hồ Chí Minh và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Nó đang hot ở một cái content thứ ba, đó chính là content theo trend. Theo trend là như thế nào? Trend chính là trào lưu. Có nghĩa là content này nó sẽ viết theo trào lưu, thì nó cũng sẽ dựa trên bố cục của content truyền thống. Tuy nhiên nó có một cái thay đổi, đó chính là cái phần tiêu đề của nó sẽ chứa cái thông điệp về cái trào lưu đó, được không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ để chúng ta có thể dễ dàng hình dung hơn. Rồi, content theo trend. Rồi, đây có ba cái ví dụ. Cái trend này chúng ta thường rất là gặp, rất là thường xuyên. Cái thứ nhất đó chính là hiện tại trong thời điểm này nó đang hot cái vụ là rich kids, là cái mấy đứa con nhà giàu á. Thì người ta thường hay làm video có nội dung như thế này. Rich kids hoặc là giá của cái bộ đồ mắc nhất của cô bé kia đang mặc là 88 triệu. Thì chúng ta sẽ có những cái dạng như thế này, có nghĩa là chúng ta sẽ đánh vào trào lưu. Cái thứ hai, cái dạng thứ hai đó là World Cup, được không ạ? Cái dạng thứ ba là cái clip của em Sơn Tùng MTB, đó chính là clip chạy ngay đi. Chúng ta tác thẳng vào và chúng ta gắn vào tiêu đề để làm cái gì? Để cho mình bám kịp theo cái trend. Khi mà khách hàng họ search những cái từ trend đó thì nó sẽ ra cái sản phẩm của mình luôn. Mình sẽ ăn theo cái trend đó để mà tăng cái lượt tương tác, được không ạ? Thì đây chính là cách viết bài viết theo trend. Đây, đó, nó viết theo trend đây. Tất cả đều viết theo trend. Nhưng đây có một số bài ví dụ của bạn này hoặc là cái này thì mình sẽ không nói tới, bởi vì nó không thiên về cái nội dung content mà nó thiên về giá trị sản phẩm. Đó, còn ở bạn này đó thì sẽ có tiêu đề nè, đúng không? Có cái nội dung này nhưng mà nó sẽ không thiên về cái chuẩn hóa và nó không có đảm bảo đủ cái bố cục. Do đó mình khuyến khích các bạn dùng tiêu đề, dùng trend và dùng theo cái bố cục mà mình chia sẻ. Đây, tiêu đề, nỗi đau khách hàng, khẳng định sản phẩm. Có thể là mình vừa bám trend, vừa bám cái nỗi đau khách hàng, có nghĩa là mình kết hợp nhiều cái để tạo ra một cái giá trị thiết thực, một cái bài viết nó đạt tiêu chuẩn, được không ạ? Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy có một phần làm sao để khách hàng mong muốn của mình tiếp cận được tốt nhất, tiếp cận được cái bài viết của mình. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một tí xíu về hashtag, cái thẻ tag á. Cái thẻ tag á, cái dấu thăng á, nó có ý nghĩa là gì? Một số bạn viết một cái bài viết nó thăng từ lâu chưa hết, cái dấu thăng đó bạn sử dụng vô tội vạ. Và hỏi mấy bạn thì các bạn lại cũng chả biết dấu thăng để làm cái gì, các bạn chỉ biết là tạo cho nó đẹp thôi. Nhưng mà không, dấu thăng nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc là bạn đi sell từ khóa, bạn đi chia sẻ từ khóa. Thì ở trong thủ thuật sell á, thì ở bên Google người ta gọi là từ khóa keyword đó, thì cái từ khóa chính thì các bạn sẽ bỏ vào thăng. Thì bên Facebook nó cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ bỏ vào thành một cái dấu thăng. Thì sau cái dấu thăng nó sẽ là cái cụm từ khóa mà bạn đang muốn người ta tìm hướng tới. Thì ở đây chúng ta sẽ có nè ha, ở đây nè, dấu thăng nè, thổi bay nè, dấu thăng nè, mụn cứng nè, dấu thăng nè, trị mụn ánh sáng laser nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ có dấu thăng nè, Rosy nè. Thì những cái dấu thăng này có nghĩa rằng khi khách hàng họ search lên Facebook, mình sẽ thử cho các bạn xem. Khi khách hàng họ search lên Facebook như thế này đó, họ sẽ bấm là điều trị mụn, ok không ạ? Họ search ra enter như thế này thì những cái sản phẩm nào có dấu thăng nè, những cái sản phẩm nào mà có dấu thăng nè, thấy chưa? Những sản phẩm nào có dấu thăng nè, những cái bài viết nào có dấu thăng nè, đó thì nó sẽ hiển thị ra đầu tiên. Còn những cái trang nào nó có chứa từ khóa trong đó nè, thì lúc ấy nó sẽ hiển thị ra. Mọi người có thể qua bên phần bài viết nè, mọi người sẽ thấy đó, tất cả những bài viết mà có chứa dấu thăng trong đây, có lượt tương tác tốt hoặc là có những cái dấu này, nó cái từ khóa này, cái cụm từ khóa này nó xuất hiện nhiều lần, thì lúc ấy nó sẽ được đưa lên thành cái trang đầu tiên, được không ạ? Được đưa lên cái phần đầu tiên.
Thì đây người ta đang gọi là sell từ khóa. Từ khóa của chúng ta sẽ được đặt vào dấu thăng. Do đó tất cả các bạn khi các bạn viết một cái bài viết như thế này thì các bạn sẽ hình dung trong đầu trước. Chúng ta sẽ hình dung trong đầu là cái từ khóa mà chúng ta đang mong muốn sell là từ khóa gì, cái từ khóa mà mình đang muốn khách hàng hướng tới là từ khóa gì, để từ đó mấy bạn có một cái bài viết nó phù hợp. Thì tất cả các bước để chúng ta viết một bài sell như sau. Bước thứ nhất, mấy bạn chọn từ khóa. Chọn từ khóa mà chúng ta sẽ muốn khách hàng hướng tới. Ví dụ bạn đang làm về thực phẩm chức năng là giảm cân, thì chúng ta sẽ lấy từ khóa chính là giảm cân hiệu quả, hoặc là giảm cân nhanh chóng, hoặc là giảm cân an toàn. Thì tất cả những cái từ khóa nó sẽ nằm ở sau dấu thăng hết. Nhưng mà bạn sẽ lồng ghép vào bài viết làm sao cho nó hài hòa và nó dễ tiếp nhận nhất. Khách hàng có nghĩa là họ đọc lướt qua họ, nhưng không phải là cố tình. Được chưa? Thì cái một cái lưu ý nữa, thì tất cả dấu thăng này thì Facebook nó chỉ đếm trong vòng 30 từ thôi ha. Đây tôi ví dụ nè, từ trên xuống dưới là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Nếu mà quá 30 thì nó sẽ không tính nữa, nó chỉ tính trong phạm vi là 30 cái dấu thăng đầu tiên thôi. Đó. Thì mong rằng sau cái buổi cái bài chia sẻ này thì giúp tất cả các bạn có một cách viết bài nó hiệu quả hơn, nó ưu việt hơn và giúp tất cả các bạn tiếp cận khách hàng được một cách tốt hơn. Thì nếu các bạn đã nắm được thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì mong rằng nó sẽ giúp ích các bạn thật là nhiều trong cái việc các bạn làm kinh doanh và tiếp cận được khách hàng mà bạn mong muốn bằng hashtag, chứ đừng có tag tùm bậy tùm bạ. Ok, cảm ơn mọi người.